ใส่ยังนั่งเดินเราเหมือนกันถึงไหมถึงที่ร้านเดี๋ยวเจอซึ่งkhông biết phải chịu đau được hôm nay chắc có vẻ chịu đau được không phải không chịu cũng phải chịu chứ không thông hư nhau ấy là không chịu được là nặng mình nặng cực mình nặng chỉ những bị trật cái trật cái dục á lì mụn lâu quá lắng nghe hơi đau đáng nghe đau mụn đá này mới đau nè chị bé chân đâu rồi đau giỏi trời ơi cục này nó sao xong hơi xong cho chị quạt thông thoáng xin nghe lắm bé này mới nhìn là tưởng không có mụn nha không có mụn bao nhiêu chị chọn xem đào chứ nhưng mà ấy đã nằm yên không có động thái gì mà đào alo mạnh mẽ quá ba là
vô lấy giùm em với, em không có ở đây. Ở trong quán. Anh chạy vô anh lấy giùm em với. Chứ ông anh ở trong bên nhà em đang không ai được điện. Dạ 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 có cho. Hả? Không đau là mừng cái cha luôn á. Chứ nhiều đau nặng cả đặc là dục mệt. Alo. Alo, có xe ngồi trước nên đưa cho bạn không? Không biết nữa, nó ngồi trước. Xe vụ ông Nam á. Ủa chứ nó điện ra nên gửi số điện thoại quá. Nên đã từng coi YouTube rồi là hả? Có ai coi YouTube mụn không? Dạ có. Trời ơi, ghiền lắm chị ạ. Coi cả ngày. Hèn chi. Thank you.